Thì xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ này là 9 giờ mấy rồi cô chú anh chị. Giờ này Thủy mới ăn sáng, tôi mới làm công việc xong, giờ anh Mãnh nấu cơm cho Thủy ăn sáng. Dạ, mua gì chú? Củ cà rốt. Rồi, để anh Mãnh lấy cho. Từ... Dạ. Sao chú, sao cô biết hả? Dạ. Thì đó, nó xui á chú ơi. Dạ. 10.000 đi chú. Chú có thối tiền không? Nè, anh mở đem ra cho. Dạ, bởi vì con 2 tháng mấy con nghỉ á. À, chú không biết, có nghe họ đòi cái vụ đó. Tính là sao. À. Trái lớn hay trái nhỏ? Không. Bởi vì chán ha chú ha, cuộc đời khổ ha. Đi không đi không mình vướng vô ấy chứ. Khi mà chú hỏi lại mấy thằng quen, mẹ nó nói là cái xe tải thì không có gì. Dạ. À vậy hả chú cũng hỏi nữa hả? Vậy hả? À với Việt Kiều. Dạ. Dạ thì ba đứa nó từ nó đâm ngang vô anh Mãi mà chú, nó có rượu luôn. Ừ nó. Dạ. Dạ 1 giờ mấy. Rồi nó đi xuống chưa? Nó đi xuống chưa anh? Anh Mãi mới về nấu cơm cho Thủy luôn nè. Cái hôm nay á là ảnh bới cơm ra nhiều để cho cháu Thủy nó ăn nữa. Nó rất là thích ăn thịt kho trứng. Đây là thịt kho tàu. Thường thường người ta kho trứng vịt, nhưng mà Thủy thì nhà Thủy có trứng gà ta, Thủy kho trứng gà ta rất là ngon cô chú anh chị ơi. Đó, một tô luôn. Ừ kìa. Anh lấy cho em trái ớt hả? Thủy mới giữ 2 trái dưa leo nè cô chú anh chị. Biết rồi. Muối gì bà Hậu? Có mới 100% mới luôn. Ở ngoài kia 15 ngàn một bịch cũng mới. Mà muốn mua đây cũng mới luôn. Đậu mới. Sợp đâu mà sợp, đậu mới. Nè bọc nè, con đang phần bịch. Rồi của chị của cô 13.000. Rồi đi ra mua cái tủ lạnh thì khi để bỏ cái chỗ ăn cái cây chỗ ăn. Không. Tiền không mà. Thủy mới bán xong cho một cô khách ở gần xóm của chú anh chị. Trời ơi, Thủy nhìn cái tô thịt kho tàu thì ghiền luôn, quá ngon rồi cô chú anh chị. Ngon quá. Lấy một cái muỗng bỏ vô. Đây. Dưa leo nè cô chú anh chị, 2 trái Thủy rửa rồi. Cơm rất là nhiều, giờ Thủy ăn trước tí nữa cháu thì nó ăn sau cô chú anh chị. Nó ăn cũng ít à. Có khi nó không chịu ăn luôn cô chú anh chị ơi.
Bán giá nhiêu ạ? Hồi nãy chị Thoa tới hỏi có nho không, chị lấy cho mối. Nói dạ không, rồi lấy đúng nửa ký nho à, 6 lạng à, nửa ký gì á. Cái nào cũng 10.000 bịch, chỉ có đậu huy với tỏi là 15.000 thôi. Mười ngàn. Bữa nay không lấy bắp cải hả? Tỏi 15 ngàn ngon lắm. Ủa, bà muốn mua cái chiếc xe cho nó dễ xương hay không? Cái này là 7 ngàn rồi anh ơi. Ừ, 7 ngàn. Có thối tiền không anh? 15 thúi 5 là chỗ. Trời ăn ngon cực kỳ. Qua bên đây. Qua bên đây ngồi nè. Đẩy này qua em để cho. Đâu bánh tráng đâu? Ừ anh lên anh lấy đi, nó không biết lấy đâu. Cho nhà dì Tư bánh tráng ở trong cái thùng mà ở dưới. Để đồ nè. Pháp vô đây. Pháp vô đây ngồi nè con. Ngồi ăn. Đây, nhanh đây. Rồi, đó. Cái muỗng này của con nè. Rồi. Ngồi ăn nè, em Thiên. Thiên ơi, ngồi ăn đi con. Ăn đi, ngồi đây nè. Thiên, ngồi đây. Vì Năm lấy cái sọt này để đây cho con ngồi lên nha. Ủa, ba muối gì vậy? Ngồi xuống. Không, chúng mãi chi ngồi xuống đây ăn. 20 rồi. Ngồi xuống đây ăn đi, xong ăn game. Cái này là 16 ngàn lấy không chị? 36 ngàn. Trời ơi, cái ông hồi nãy em kêu 6 ngàn chú. Ông không có cho em kêu bằng chú, kêu đéo má chứ chú. Ý là bắt kêu bằng anh hay sao mình không hiểu. Đúng không chị? Ồ. Ồ, mà trời. Ừ. Người ta đang ăn cái này mà còn ăn nữa. Ừ, ăn cái nào trước ăn đi mấy đứa mày. Không. Nhà bà làm á. Ừ. Hồi tuổi thơ vì Năm ra lấy lông gà, lông vịt hay là lấy đôi dép đổi ăn cái này nè, bây giờ nghe là cái mùi vị này đúng rồi á. Lông gà, lông vịt hoặc là dép bị dắt á. Nó đổ. Đang ăn cơm mà anh Mãnh mua kem cho mấy đứa nhỏ nó ăn kem xong nó mới ăn cô chú anh chị. Ăn trước rồi à? Ừ, giờ Thủy sẽ ăn trước. Thủy ăn cơm trước cô chú anh chị à. Thủy mời ông bà cô chú anh chị ăn cơm với Thủy nha. Để Thủy coi hả? Ồ. Ừ. Ừ. Ngon, trồng đỏ quá trời ngon. Bốc bàn là mới coi. Ừ. 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 Ừ.
ăn miếng thịt heo. Thịt kho tàu mà. Thịt kho tàu mà con. Ngon. Ngon mà đói quá ăn nhiều quá nó nghẹn. Cái gì ngán? Kem hả? Kem ngán hả? Không ngán. Béo quá hả? Béo quá ngán kìa. Ngán được chú Mỡ. Ngán được cho chú Mỡ. Mày ngán chưa? Ngán chưa? Lòng một. Chú Mỡ. Lòng một. Anh mà anh kho thịt kho tàu ngon quá. Anh mà anh ở trong này lâu á, anh có vợ trong này lâu á, rồi sáng chị ông ảnh nấu những cái món ăn này của miền Nam cũng ngon luôn, không phải nấu giống miền Bắc đâu. Dưa rất là ngọt. Dưa leo thì bán 13.000 ký ngọt. Mẹ của bạn con mua chiếc xe đạp điện đẹp lắm. Mới chạy đó. Dạ. Con thấy chưa? Đâu? Khi nào không? Màu xanh đúng không? Nhưng mà đẹp á. Lâu. Mỗi người mỗi ấy mình ngâm hết. Dốc. Hồi ngày hôm qua ngày kia bà kia bắt rồi bán chiếc đó cho thằng nhóc đó. Hay là bà làm lại không biết đúng y luôn. Bán xe cũ á. Không biết nữa. Sao thấy mới chứ hả? Bà mua cá, thằng biết đó, thằng bà mua cá. Bà này hỏi cho con bà. Chiếc xe đẹp ha. Đẹp không? Chê. Có gì là mừng. Ngon. Cá ăn gì vậy? Chứ ăn mấy cái kiên ngán rồi. Cái này cả nhà ăn trưa rồi. Dạ ăn sáng á. Dạ ăn sáng. Ăn sáng á chứ không phải ăn trưa. Cái này 6 màng. Với 12, 18. Ai bán ở trên cái đường đi lên nhà má hai đó mấy bữa gì năm chở đi á, chỗ ngang chú Yên bán ngồi xuống đó. Quá ngon. Cà chua 15. Cái dừa nó rất là ngọt. Ôi gì năm ăn miếng quá. Đó rồi. Nó. Không hết rồi. Trời nó. Ăn không? Thèm á. Ăn rẻ. Rồi em Pháp không? Em xin ăn coi. Ngồi ăn cơm nữa. Ăn. Trong đó có gì? Nước.
ngon. Uống bánh tráng miếng nè, no à. Đây, cuốn bánh tráng với là rau sống với là chấm thịt kho tàu rất là ngon nha cô chú anh chị, ngon lắm. Sắn một miếng. Cuốn giòn ăn đầy thiếu rau, nếu mà có rau nữa là ngon lắm. Ngon. 18 à. Dễ thương, nó đi cho nhẹ nhàng, nó lùn nó nhỏ. Con ta vậy mà. Bao nhiêu ạ? Đồ quê nào 25.000 nửa ký thì 15. Hai 20.000 với lại cái này 18.000, 38 gì nữa không con? Vô ăn cơm mấy con. Ăn cơm đi, dù thiên cho em ăn 5.000 rồi cô ơi. Mới gì? Một ký rồi 15.000. 18.000, 15 với 18, 25, 33. Mấy? 40, 50. Đâu? Hai chục với 18, 38. 38 với bà 20 nữa, 58.000 bà ơi. Nè. Đâu có đâu, phải làm ngày nay làm mấy ngày đâu. 58. 60. 40 làm trăm. Nè. 200 là bằng. Đổi 15.000 bọc. 15.000. Vô ăn cơm đi con. Còn không ăn cơm thì cuốn bánh tráng nè. Nghĩ sao mà tỏi cô đơn mà bán 15.000 bọc bà. Nè tỏi cô đơn 10.000 lạng, 45.000 nửa ký kìa. Nó bỏ vô. Tỏi phan rang chứ tỏi cô đơn. Anh nhiều bọc 15 ngàn hả? Dạ. Cái nào cũng 10 ngàn, chỉ có tỏi với đậu vi là 15 thôi. Ăn. Nè, lấy bọc tỏi nè. Hả? Chắc con mới vừa liều. Rồi, để 5 cách. Miếng này nè, ăn ơi. Ăn cơm thôi, em muốn ăn thôi.
Có dầm ớt không thì không dầm. Sao mấy bữa dầm ớt ngon mà. Ăn đi, chị ăn Pháp. Ăn chung với gì? Hả? Ăn chung với gì? Ăn chung với trứng nè, với thịt nè. Ăn đại đi. Thất đại nha. Nước chảy mùi lắm. Rồi con ăn đi. Muỗng nè. Ngon. Ngon. Muỗng này là gì vậy? Muỗng rồi con. Ăn. Rồi, ăn. Cũng bông nhỏ lớn không có, cũng bông lớn à, tắt đèn nha em. Vậy hả, cũng bông lớn à. Nha 15.000 có đó, đó bự lắm. Miếng xịt vô béo béo ngon. Thật là ngon. Cắm miếng vui vô rồi. Ăn miếng thịt đây. Cắm miếng thịt đây. Không có sánh được không? Ngon. Ngon miệng không? Ngon. Ngon. Ngon ngon. Có phải như con không? Em Pháp ăn ngon hơn em Thiên. Em Thiên kén ăn. Ăn đi. Không ăn cơm đi. Bỏ miếng cơm vô ăn. Rồi, ăn đồ ăn không à. Ăn đi, thôi. Chỉ có tuổi với lại đậu bia là 15. Còn toàn bộ 10.000. Đưa đó cho em. Không, chị có số cây à, em lấy không? Em lấy đi. Ở đây. Rồi, tính tiền nha. Đây là 12 chứ 12, 2 chứ 15, 32, 37 rồi. 37, 40, 50, 100. Đây nè, 100 nè, em lấy 100 rồi nè. Chị thôi 400 nữa đủ. Rồi, cảm ơn nha. Giờ mới nấu cơm ăn. Sao con bỏ cho dưa leo vô con ăn. Thằng khủng khiếp. Em Pháp ăn đồ ăn không, không ăn cơm. Hồi nãy biết gì kêu chú mãi bới cơm ra, à bới đồ ăn ra cho nhiều nhiều cho mấy đứa con ăn. Sợ mấy đứa con không ăn. Đem về. Ăn thịt đi bác. Ăn thịt đi, 3.000 đi ăn. Coi chừng gió. Nhìn em Thiên, em Pháp ăn ngon ha. Nhìn em Pháp ăn ngon hết trời. Ai như em Thiên đấy.
ngon không? Để em xin lá. Để con lấy nó đổ ấy. Ăn còn hai cục thịt không? Ăn là uống. Giỏi. Em Pháp giỏi. Cứ đây cho mình nhìn nào. Ăn ơi. Ngồi xuống ăn. Con cục thịt nữa hết. Vậy thôi con ăn hết hai cục luôn. Ăn ơi. Thì con ăn một cục cũng được. Con muốn ăn như con ăn. Ăn đi. Còi em nó định ăn mà con không ăn, nó không ăn luôn. Ngồi xuống. Ngồi xuống cho em nó ăn. Vô đây ăn con. Lên đi. Vô đây ăn. Em nó sợ cũng đi. Đi, xuống ngồi ra. Nhanh đi, ăn cho hết để về năm dọn nè. Em nó ăn nhìn ngon miệng muốn chết. Có ăn dưa leo không? Không có răng đâu ăn dưa leo. Rồi con ăn thịt đây. Ủa bữa nay con ngủ dậy mấy giờ? Đấy là ngủ dậy mấy giờ mà dọn hàng? Ngày nào cũng 3 giờ hả? Giờ ngày nào cũng dúng 3 giờ hết, không có ngày nào mà khác giờ. Trời ơi, vậy hả? Vậy hả? Thôi ăn rồi mai. Thì năm sáng nha cho con ăn. Vừa ăn xong rồi. Ăn xong rồi đó. Nhai kìa. Chết. Thiên. Bỏ gì chị cái đó. Ủa sao về Tư dọn sớm vậy? Dọn rồi mà. Thủy ăn xong rồi con cháu Thủy rồi cũng ăn xong rồi. Rồi cái dẹp. Đừng có xì rác để đi xuống đổ cô chú chị cho nên. Tôi cứ đậy lại. Để hai chị em buộc đó hả? Đâu? Ở đâu? Ai? Ừ. Sao? Ừ, sao? Bà giống ngoại, tôi giống nội. Nhà năm chị em gái mà có mình bà khác á. Còn mấy đứa còn lại là chị nhìn vô là chị tưởng sinh đôi không á. Có hai đứa chứ, Việt Kiều á. Ủa, Việt Kiều đó hả? Có hai đứa em ở dưới Việt Kiều. Thank you.
cái lê của chị hả? Lê của chị 15 ngàn, với cái này 10 ngàn, với cái đó 10 ngàn nữa, là 30, 35 ngàn. Nhìn không? Ừ, hết rồi, bữa đợt này ngon mà không mua. Đợt này ai bổ ra cũng ngon, ai bổ ra cũng ngon hết á. Cái đợt mà từ bữa dằm tháng 7 tới giờ nè, ai bổ ra cũng ngon. Ngày hôm qua chị đó bấm mua 18 kg luôn. Ừ. Ừ, đủ rồi. Đợt này bự ông mãi ông lựa từ dưới chợ từng trái mà. Mà nó cũng nặng lắm. Người ta lựa hết mà nó vẫn nặng luôn á, tại vì ông mãi ông lựa ở dưới chợ rồi. Hồi bữa bà đi ra bà thấy rồi đó. Mà rồi tôi tưởng bà còn mà không lấy thôi. Quà có thấy đâu. Khùng quá. Từ hồi bữa 14, 13 là người ta đã đổ bữ rồi. Cái bữ này từ ngày 13, bữa nay là 17 rồi. 17, 18 âm rồi. Cái nào cũng tắt đèn ấy. Cái nào cũng nặng hết á. Thấy không, vớt lại mà còn cháy nặng. Ngày hôm qua cái chị Hiền mà ở bộ đồ ở Đồng Dù nè, chị bán gà chị ra chứ mua 18 kg luôn. Mua cho nha, lần đầu tiên mua 10 kg. 4 kg rưỡi rồi đó. Lấy 65 ngàn ấy. 68 lấy 65. Lấy trái đó luôn đi 7 chục rồi bán cho đó. Cái đầu con cá sấu đâu hả? Vậy không? Trời ơi, giỏi chứ hả? Đầu con cá sấu hả? Đầu con gì? Hả? Đầu con khủng long. Ừ. Ông ở nhà ông tượng dán, ông tự sơn đồ không? Giờ mấy đứa này nó thông minh hết chứ. Ừ. Nè. 70 thôi, 30 chứ qua. Tỏi nào đâu? 10 ngàn lạng nửa ký 45. Dạ có thì là xấu lắm. Vô đây em cho. Búp cải còn có búp hai búp ở dưới kìa. Nè vô đây em cho nè. Ồ bà đạp bịch ớt của tôi mà. 12 ngàn chú. Quả nào ai biết. Bảy ngàn cà chua. Quả gì đâu thơm. Lấy mấy trái nữa 15 ngàn em. Lấy cỡ 5-7 trái về 15 ngàn. Của chị cũng yếu rồi nè. Bỏ miếng nữa. Rồi của em 15 ngàn. Nhìn không em? Lấy đây lấy 15 ngàn. 25. Bán giá để 25 là bán sổ em ạ. Chứ 40 ngàn ký á. Qua em mua... Hồi sáng, hồi ngày hôm qua là 35, còn hồi bữa mà ngày cúng là 40 ngàn ký á. Đủ rồi nè chị. Tỏi đen cho bà Ú ăn á hả? Quá ha. Hôm nay 15 à. Chị sợ bà bệnh á, chị mới làm vậy á, còn nhiều người con dâu người ta có sợ bệnh nó tới đâu tới. Nhưng mà thôi chị ơi, chị làm gì mai mốt chị có hai đứa con trai. Em bảo đảm chị gặp người dâu đàng hoàng nữa. 35 ngàn ký tư rồi em. 35. Mình đỡ khổ chứ ai khổ. Chị biết suy nghĩ gì á. Em nói thiệt, có nhiều người người ta không có suy nghĩ như chị đâu.
Chị biết suy nghĩ vậy mừng rồi. Ủa báo bệnh thì phải tất cả các con phải đậu tiền vô lo chứ. Người nam ta vậy á chị ơi. Trừ khi là chị gì chị hưởng cái tài sản của bà. Em nói thiệt. Mình lo chứ ai lo. Nhưng mà chị có hưởng tài sản của bà bài đất không? Ồ đó. Đúng không? Có cho chị với ảnh phải không? Có cho ảnh phải không? Ồ oh, oh, như vậy ơi, em biết bà rồi. Có đợt chị dắt đi rồi hao. Có đợt chị chở em chở đi rồi. Hay là em biết bà mà. Em thấy bà quen lắm. Nãy giờ ngồi tâm sự với lại một chị khách hàng của thị của chú anh chị. Chị cũng rất là dễ thương luôn cô chú chị ơi. Chị làm dâu cho mẹ chồng chị là hai mấy năm rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ con gái của chị ra học đại học năm thứ ba rồi. Thấy thương lắm. Chị thương chồng, thương con, vì gia đình. Rồi thương luôn tới mẹ chồng của chú anh chị. Tuy là cái bà mẹ thời xưa của chú anh chị rất là khó luôn, nhưng mà chị nói với thị và cũng y như là có cái kinh nghiệm về sống với lại mẹ chồng của chú anh chị truyền lại cho thị và kể lại là mẹ chồng khó nhưng mà vì thương chồng, vì thương con rồi sống và ở với mẹ chồng. Rồi từ 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 thì mẹ chồng nhận ra điều đó của chú chị. Một điều mà như chị này hết lòng về gia đình bên chồng á, thì sau này mẹ chồng nhìn lại mẹ chồng rất là thương chị luôn của chú chị. Mà chị chăm bà dữ lắm. Mẹ chồng của chị là năm nay 89 tuổi mà không có lẳng mà rất là hồng hào luôn. Da mặt hồng hào nè, minh mẫn. Và như chị kể cho thị nghe là bà rất là khỏe mạnh luôn. Chị hay chân tỏi đen cho bà ăn đó cô chú anh chị. Chị hay mua tỏi cô đơn của thị, tỏi lớn, chỉ làm tỏi đen cho bà. Mà chị nói với thị từ lúc dịch đó bà ăn tỏi đen đó là bà khỏe lắm, không có bệnh vặt đâu. Mà bà đi ở đâu cũng không có bằng đi tới nhà chị ở. Bà đi tới con gái của bà ở nè. Bà tới nhà con dâu, con trai nhưng mà không bằng cái chị dâu này. Tại vì chị dâu này chăm bà rất là kỹ luôn. Chị nói với thị á, nếu mà mình không chăm kỹ á, thì bà bệnh thì mình khổ. Cho nên thôi mình chăm bà kỹ. Chị nói là một ngày chị nấu 3 lần như vậy á cô chú anh chị. Sáng chị nấu một lần, trưa chị nấu một lần, chiều nấu một lần. Là ăn cái món mới nha, chứ ăn món cũ là bà không có ăn. Với lại bà không nói nhưng mà bà cứ không ăn hoặc ăn ít. Cho nên là chỉ biết ý. Cho nên chị nấu cái gì cũng món mới cho bà ăn. Để một lần đó là bà ăn cho ngon miệng, cho có sức khỏe. Chứ nếu mà bà không ăn, bà đổ bệnh ra đó thì chị với lại chồng chị sẽ khổ. Cho nên chị có cái suy nghĩ rất là dễ thương luôn. Cô chú anh chị nghe câu chuyện của chị mà thị phải khâm phục và học hỏi cái hay của chị. Nhưng mà thị không biết thị có làm được như chị không. Nhưng mà chị quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Hiếm khi mà có một người con dâu có cái suy nghĩ như chị đó. Thị rất là phục luôn cô chú anh chị ơi. Nói chuyện với chị một hồi thì anh Mãi anh ngủ dậy, anh ra anh dọn hàng rồi nè cô chú anh chị. Anh ra anh dọn vô khay hết với lại con gái của thị. Ngày nào cũng ra phụ dọn hàng và bưng hàng cho ba mẹ. Con gái thị cũng nghe lời hai vợ chồng thị lắm. Nói chung là con của thị rất là ngon hiền. Lúc này hai cha con dọn hàng vô để về nhà của chú chị ơi. Nắng nhiều lắm đó cô chú chị thấy không? 11 giờ mấy rồi, nắng lắm. Dọn qua dọn lại rồi bốc hàng lên xe là
cũng cỡ 11 giờ mấy, 12 giờ kém, về tắm rửa nghỉ ngơi, ăn uống xong là gần 12 giờ, rồi ngủ một tí đi ra chợ luôn cô chú anh chị. Ngày nào công việc của vợ chồng Thị cũng như vậy đó cô chú anh chị ơi. Công việc của mình như thế mà cũng quen rồi cô chú anh chị. Chứ nếu mà ai mà không làm quen á, rất là nản luôn. Có khi một buổi sáng thì bán có mấy trăm ngàn à. Tùy theo chợ cô chú anh chị, tùy theo ngày. Video của Thị đến đây kết thúc luôn cô chú anh chị. Từ sáng giờ Thị quay cũng rất là dài rồi. Hai đứa cháu Thị cũng hôm nay ăn cơm cùng với Thị. Mà không có ăn cơm, ăn đồ ăn không. Trước khi kết thúc video, Thị xin ông bà cô chú anh chị cho Thị một cái like, một lượt chia sẻ nha. Cô chú anh chị nào yêu quý Thị nhớ đăng ký kênh cho Thị với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo được video mới nhất của Thị. Giờ Thị chào tạm biệt ông bà cô chú. Hẹn gặp lại bà cô chú clip sau. Cô chú anh chị nhớ đón xem những video tiếp theo của Thị nha. Cái nào hay và hấp dẫn và Thị cố gắng quay nhiều video cho cô chú anh chị xem, ủng hộ Thị để Thị có cái động lực ra nhiều video cho cô chú anh chị xem nữa nha. Nhớ đừng quên ấn cái like và ấn cái chuông cho Thị một cái bình luận để Thị ra nhiều video cho cô chú anh chị xem và Thị cũng có cái động lực nữa nha cô chú anh chị. Giờ Thị chào tạm biệt bà cô chú. Hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau. Bye bye. Thank you.